Xin chào cả nhà, hôm nay Skylar xin review một cái buffet mới mở gần Philadelphia cách chừng khoảng 20-30 phút thôi. Đó là Umi Buffet in Deptford, New Jersey. Gia đình Skylar đi ăn vào bữa trưa cho nên giá cả là 22 đồng mỗi người và ban tối hay là weekend là 39 đồng. Đặc điểm của buffet này là sẽ có một quầy trà sữa và mì Nhật miễn phí. Mì ramen ở đây làm khá là ngon, không có thua gì những cái tiệm ramen ở ngoài. Có điều cái này bự quá, cái này phải share chừng hai người ăn mới nổi chứ cái tô chà bá lửa ăn hết ăn được món khác. Hôm nay mình đi ăn lunch thôi mà cũng có Dungeness Crab. Không biết có phải là một cái special cho Grand Opening thôi hay là sau này vẫn còn, nhưng mà Skylar rất thích món này. Ngon, vừa ăn, không có mặn lắm. Món xôi này trình bày khá là bắt mắt nhưng mà rất tiếc hơi khô. Món Stone Crab thì cũng hơi bị khô, hình như họ nấu hơi lâu. Tôm chiên thì rất là ngon, tươi và nêm nếm vừa. Và đây là sashimi, trứng và trứng cá. Mình thấy so với những buffet thông thường thì cái tiệm này làm sushi tươi hơn và chất lượng hơn. Và đây là xúc xích, kế bên là mực nướng, kế bên nữa là sườn nướng và cuối cùng là thịt ba rọi kho tàu. Chỗ này là cái quầy mà mình order mì Nhật, có 4 loại để mình có thể lựa chọn.
Nói tổng quát thì Skylar rất là thích chỗ này cho buổi ăn trưa. Đồ ăn đa dạng, đa số những món mình ăn là thấy ngon, chỉ có một vài món là mình chưa vừa ý thôi. Với cái giá 22 đồng thì mình thấy rất là hợp lý. Nhân viên phục vụ cũng rất là chu đáo. Còn ăn tối dinner thì mình không biết ra sao, hình như là có lobster, có oyster, nhưng mà giá cả thì hình như mắc hơn gấp đôi. Không biết các cô chú anh chị nào đã đi ăn dinner hay chưa thì cho Scala biết là có đáng hay không. Chúc cả nhà có những trải nghiệm đi ăn với gia đình vui vẻ, và chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye bye.